Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 24 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ mới giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn cho mình sản phẩm đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là sản phẩm Samsung A72018 đây ạ. Con này là A72018 thì các bạn cũng quá quen thuộc với con này rồi. Con này của nó là bản công ty 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Đây. A72018 đây ạ. Đấy. Bên mình A72018 bên mình là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Cấu hình của nó chỉ là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Con A72018 này thì nó là camera của nó là camera 3 camera, một đèn flash nhé. Rất nhiều tính năng, có cả vân tay, khuôn mặt các kiểu ABC này. Đấy. Đấy. Con A72018 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Cho phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB ạ. Tình trạng con này thì là máy thì vỏ thì con này thì không đẹp bằng lô tối qua. Đấy. Vỏ cũng có phải được chút, con này thì chỉ nó này. Đây, trên này thì nó bị cấn một ít nhá. Góc này nó cấn một ít đấy. Đấy. Góc này thì nó cấn một ít các bạn nhá. Lưng thì nó hơi bị sức răm răm phải phẩy một chút đấy. Đấy. Góc này thì nó cấn một chút này. Đấy. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.500.000 thôi. Đấy. Chỉ với 2.500.000 thôi các bạn đã sở hữu là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A72018 này, phiên bản 128GB này, các bạn nhận hàng được sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số tận mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn gần có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có ship cho các bạn ở xa nhé. Và hình thức mua hàng, các bạn nào tin tưởng mình rồi, các bạn phải chọn chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng với mình rồi, các bạn thì chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn nhé. Các bạn nhận hàng, thanh toán, các bạn phải cọc trước cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, thì cũng có nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình nên đi mua hàng online không ấy. Thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online, tại vì thời điểm dịch Covid-19 này thì các bạn ngồi ở nhà cũng có người mang điện thoại qua cho các bạn xem và lựa chọn. Và ưu tiên các bạn là mua hàng online thì các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn nhé. Tại vì mình cũng mong muốn là mình gửi một sản phẩm ấy, ví dụ các bạn mà kiểm tra đúng sản phẩm mình đặt ấy thì các bạn có thể là lựa chọn xong rồi các bạn xuống tiền nhé. Tại vì nhiều khi bên mình không cháo hàng hoặc là bên shipper cháo hàng chẳng hạn, thì cái đấy là mình cũng rất là ngại, mang tiếng cho mình các bạn nhận không kiểm tra rất mang tiếng họ là hòn. Các bạn khi nhận các bạn không kiểm tra, chẳng may lúc về các bạn nhận là hòn gạch, đến lúc đấy các bạn phải chịu đấy. Tại vì cái đấy mình không thể chịu được. Đấy. Đấy, các bạn nên đi mua hàng online. Thứ nhất là các bạn mua shop mình hay shop bên khác, các bạn cứ chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhé các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con hai con Oppo A31 nhé. Đấy, A31 này. Đây, A31. Hai con này thì giống nhau. Một con màu trắng xanh non chuối này và một con màu đen bóng nhé các bạn nhé. A31 thì các bạn cũng đã rõ ràng với con này rồi. Đây. A31 của nó thì là màn hình của nó là màn hình là 6.5 inch HD cộng, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB đấy ạ. Đấy. Màn hình là 6.5 inch, pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Đấy. Con A31 này thì nó là 123 camera, một đèn flash. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.900.000 các bạn nhé. Đấy. Con A31 này thì là 2.900.000. Đấy, A31, Oppo A31 đấy ạ. Nói thật với những các bạn Oppo, Samsung hay là Xiaomi, các bạn chủ đập mình hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Đây, và con này là con màu xanh nọn chuối đấy ạ. Này. Con này thì máy đẹp hơn. Này. Con này thì chỉ các bạn chỉ thiếu mỗi hộp thôi các bạn nhá. Các bạn chỉ thiếu mỗi hộp, các bạn bỏ vào hộp là thành máy mới luôn các bạn nhá. Đấy, con A31 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhá. Đây, con này là 3 triệu đồng đấy. Đây, màu máy mới rất đẹp nhá. Đấy. Đây. Đấy. Cũng là RAM, con này cũng là RAM 4GB. Này, đây. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhá. Đấy. Con này tặng các bạn cái một ốp dẻo luôn các bạn nhá. Đấy.
Bạn nào thích sản phẩm Oppo A31 để các bạn nghe hàng mình là sớm nhất nhá. Oppo A31 thì rất là rẻ cho các bạn nhé. Hai con nhé. Và đây con này Xiaomi. Xiaomi này con Redmi 5 Plus nha các bạn nhé. Đây. 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 Con này là con Redmi 5 Plus. Đấy. Phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Redmi 5 Plus. Đấy. Redmi 5 Plus thì con này thì là máy đẹp là trên 90%. Máy đẹp như là mới luôn các bạn nhé. Đen xì này. Con này thì vỏ nó là vỏ đen nhám nhé các bạn nhé. Vỏ của nó là vỏ đen nhám này. Đấy. Vỏ đen nhám này. Máy đen xì luôn. Đấy. Con Redmi 5 Plus này thì các bạn cũng đã quá rõ về con này rồi. Đấy. Thì ở clip thì mình cũng giới thiệu sơ cua qua một chút thôi. Còn các bạn nào muốn biết thêm chi tiết, các bạn có thể lên Google search chi tiết giúp mình nhé. Redmi 5 Plus. Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.800.000 nhé. Máy đẹp keng như là mới luôn các bạn. 1.800.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 5 Plus thì các bạn nghe hàng mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Đấy, và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Redmi 5 Plus 1.800.000, các bạn đã sở hữu là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy. Đây, và con này là con xem là con gì đây. Con này thì là hai camera, một đèn flash ở giữa vân tay này. Mình xem con này là con Mi gì nhé. Hình thức con này máy còn 90% các bạn nhé. Đấy. Mình xem con này là Mi gì. Đây. Mình xem con này là Mi gì. Có chứ. Đây, con này thì nhiều tính năng lắm. À đây. Con này là Mi A2 nhé. Con này là Mi A2. Đấy, Mi A2 con này của nó là xem mình xem nào. À, Mi A2. Con này là phiên bản nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhé. Mi A2 thì ạ. Đây. Mi A2 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, Mi A2 này. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy. Năm 2020 các bạn chỉ về 2 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu là RAM coi như là gì nhỉ? 4GB, bộ nhớ trong là 64GB rồi, rất là rẻ, hơn 2 triệu. Nào thì RAM chip nó kia rất là ok các bạn nhé. À, con Mi A2 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng. Đấy, Xiaomi các bạn, nói thật với các bạn, quá trâu, quá bền nhé. Nên các bạn sử dụng rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Mi A2 các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. Đấy. Năm 2020 đồng tiền mất giá thì các bạn rất mua điện thoại cực kỳ là rẻ. Không tội đâu phải đi mua máy mới cả. Đây. S7e thì hôm nay nhà mình về được 3 tên này. Đấy. S7e thì tối nay mình vừa về 3 cây nhá. Đây. S7e thì tối nay mình về 3 cây. Ba con này đều là bản công ty. Ba con S7e bản công ty, hai sim hai sóng nhá các bạn nhé. S7e này, con này bản công ty hai sim hai sóng. Thì mình sẽ kiểm tra tình trạng và màn hình cho các bạn. Đấy. Con này thì là màn bị hơi bị ám nhẹ một chút nhá. Đấy, con này này, đây. Đây. S7e nhá, con này màu đen. Đây, màu đen, con này hình thức máy đẹp 90 trên 90% nhé. Đấy. Đấy, bản công ty 2 sim 2 sóng. Màn hình của nó thì là hơi bị ám một chút nhé. Đấy. Màn hình thì hơi bị ám nhẹ một chút. À, phiên bản của nó là RAM 4GB. Mình sẽ xem bộ nó RAM bao nhiêu GB. À đây. Con này là phiên bản là RAM 4GB. Mình sẽ báo giá này. Đấy. RAM 4GB này. Bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy. Con S7e này thì màn thì nó hơi bị ám nhẹ một chút này. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000. Đấy. Bản công ty 2 sim 2 sóng các bạn nhé. À, màn thì hơi bị ám nhẹ một chút. Đây, còn ám nhẹ một chút này. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000. Phiên bản là RAM 6GB. À, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Bản công ty 2 sim 2 sóng các bạn nhé. Máy đẹp trên 90% đây ạ. À, S7e này ạ. Rất là rẻ nhé. Và đây con màu xanh, con màu xanh thì là mình sẽ xem. Đây con này thì cũng mà màn hơi bị ám một chút này. Đấy, hơi bị ám một chút nhé. Đấy, mình sẽ xem bản là bản bao nhiêu ghi. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Máy màu xanh cũng rất là đẹp, đẹp 90 trên 90% các bạn nhé.
Đấy, nước hôm hôm này thì nó hơi bị xước một chút thôi. Đấy. Con này thì bên mình đang bản công ty, con này cũng là bản công ty này. À, hai sim hai sóng nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 2 triệu 400k nhá. Đấy. Chỉ với 2 triệu 400k đấy ạ, rất là rẻ cho bạn nhá. Này S7E dùng sướng lắm. RAM 4GB chạy cực kỳ là sướng ạ. Đây. Và con S7E này, con này cũng là bản công ty, hai sim, hai sóng. Con này thì là màn đẹp các bạn nhá. Con này thì là màn đẹp này, đấy, màn đẹp không ám đấy ạ. Con này thì là màn đẹp không ám. Mình sẽ xem con này nó bản bao nhiêu ghi. Đây, camera cực kỳ là sắc nét này. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con màu gold này thì là bản cũng là bản công ty, hai sim hai sóng. Con này thì là nó chỉ bị hơi nút home thì nó hơi bị phẩy phẩy một chút thôi. Bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 700k các bạn nhé. Con này thì là màn đẹp không ám ố. Bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 700k. À, rất là rẻ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7E bản công ty, hai sim hai sóng này, các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nhé. Đây. Và hôm nay mình vừa mới về được con này, là con Sony XZ thì hôm nay mình vừa mới về con này xong, hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong nhé. Con Sony XZ này, Sony XZ đấy, con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Sony XZ đấy ạ, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là máy đẹp còn 90%. Bên mình đang bán bạn giá là 1 triệu 400k nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Sony. Đấy, Sony có tính năng chống nước, các bạn đi mưa đi gió rất ok nhé. Sony XZ đấy ạ. Bên mình hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Bên mình đang bán bạn giá là 1 triệu 400k nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ này, các bạn nhớ hàng lời sớm nhất nhé. 1 triệu 400k đấy. Đấy, rất là rẻ cho bạn nhé. Đấy, hôm nay mình vừa mới về được hai con Z5 Bride này. Đấy, Z5 Bride hôm nay mình vừa mới về được hai con nhé. Đấy, Z5 Bride hôm nay mình vừa mới về được hai con đấy ạ. Z5 Bride hai con này thì là hình thức còn độ 90% nhé. Đây, đấy. 90%. Đây. Đây, 90%. Z7 Bride, Z7 Bride thì các bạn nói thật với các bạn, nói thật pin thì quá là trâu bò. RAM 3GB nhé. Z7 Bride thì hai con này là bản công ty, hai sim hai sóng nhé. Tất cả hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng ạ. Z7 Bride đấy ạ. Đấy. Đấy. Z7 Bride cho mình một con đen này và một con gold này. Hai con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu 550k các bạn nhé. Đấy, 1 triệu 550k này. Sản phẩm Z7 Bride nhé. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các em nhỏ rất ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Bride này, các bạn nhà hàng là sớm nhất nhé. Con này thì là men zin, màn zin nên là các bạn yên tâm ạ. Đấy. Men zin, màn zin nhé. Đấy. Rất là ok đấy. Đấy, rất là ok đấy. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc này là iPad 4 nhé các bạn nhé. Đây, hôm nay mình về được con iPad 4 đấy ạ. Đây, iPad 4, con này là bản gì nhỉ? iPad 4 này, con này là bản 32GB nhé. Đây, iPad 4 này, con này là bản 32GB này. Đấy. Bản 3G Wi-Fi nhé, con này thì là bản 3G Wi-Fi này. iPad 4, phiên bản 3G Wi-Fi nhé. Đấy. Vỏ thì có phải phẩy theo thời gian này. Con iPad 4 phiên bản 3G Wi-Fi này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn nhé. YouTube iPad 4 thì nhanh lắm. Đây, rất là rẻ. Rồi. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. iPad 4 nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPad 4 này tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các em nhỏ mà học online rất là tuyệt vời. Thời điểm này các bạn nên mua iPad nhé. iPad thì thời điểm này là cực kỳ là rẻ. Đây. Đây, hình thức thì vỏ cũng có phải phẩy theo thời gian này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPad 4 này, iPad 4 thì nó hỗ trợ là cổng chân sạc nhỏ này nhé. iPad 4 đấy các bạn nên hàng được sớm nhất nhá, 2 triệu đồng ấy. Phiên bản là 3G Wi-Fi nhá, đây là ổ lắp SIM nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào mình có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số thoại như mình. Và đây là số chính mình sẽ cầm theo người nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, có thể qua trực tiếp cửa hàng mình ở quanh quanh Hà Nội thì mình có ship cho các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc.
Và tối ngày mai thì mình sẽ lên clip thanh lý toàn cũ tiếp cho các bạn nhé. Chào lại các bạn nhé.